kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay, thứ tư ngày 24 tháng 8. Sáng ngày 23 tháng 8, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Hạn Lang phối hợp tổ chức đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam, cây xấu xóm Bản Còng, xã Lê Quốc. Tới sự có tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nhà giáo ưu tú Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam và bà con nhân dân xóm Bản Khòng. Theo đó, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao quyết định cây xấu xóm Bản Khòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang là cây di sản Việt Nam. Đây là cây mọc tự nhiên ở khoảng đất trống giáp núi đá ven đường vào xóm. Qua khảo sát, cây xấu cổ thụ này to cao, bộ rễ phát triển đều ra các phía. Cây phát triển xanh tốt còn nguyên cành, hàng năm vẫn cho quả, gốc có 3 bệnh vẻ to, không có sâu bệnh, chu vi thân 10,40 m, đường kính 3,46 m, chiều cao khoảng 45 m. Qua trao đổi được các thế hệ trước truyền lại là cây xấu có tuổi đời trên 700 năm. Cây không có miếu, nhưng từ lâu người dân bản khòng đã cùng nhau bảo vệ, chăm sóc. Đến nay cây vẫn xanh tươi, tỏa bóng mát. Đến nay, trên địa bàn huyện Hạ Lan có hai cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam, gồm cây nghiến ở xã Kim Loan gần 1.000 năm tuổi và cây sấu tại xóm Bản Khòng, xã Lý Quốc hơn 700 tuổi. Lệ công bố quyết định và đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, gắn với phát huy các giá trị lịch sử, tôn vinh nét đẹp văn hóa cây di sản Việt Nam huyện Quảng Hòa vừa khai mạc cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại xã Phi Hải. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn, thông báo tình hình thời tiết khí hậu thủy văn chuyển cấp báo động, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng đối phó với tình huống thiên tai. Thực hành xử trí tình huống thiên tai, thực binh tại khu vực Hồn Nà Lái, xóm Chi Phương, xã Phi Hải. Xã đã vận động sự đóng góp từ các tổ chức cá nhân được 59 triệu đồng, huy động nhân dân khơi thông nạo vét kênh mương, phát quang đường làng ngõ xóm, đường nội đồng, dựng lán tại khu vực thực binh. Qua cuộc diễn tập để tổng duyệt và kiểm tra các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm tới mức thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra. Ngày 23 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Herbalife Việt Nam tổ chức lớp tập huấn phát triển bơi và tuyên truyền phòng chống đuối nước cho 50 học viên là hướng dẫn viên học sinh một số trường học. Lớp tập huấn diễn ra đến hết ngày 27 tháng 8 năm 2022. Tại đây, các học viên sẽ được hướng dẫn phổ biến đuối nước và các biện pháp phòng ngừa kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, hô hấp nhân tạo và sơ cấp cứu người bị đuối nước, học và thực hành kỹ năng đứng nước, nổi sấp, nổi ngửa và các kiểu bơi cơ bản, kỹ năng thoát hiểm, xử lý tình huống khi ở dưới nước, kỹ năng bơi lặn, cứu đuối. Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về phòng chống đuối nước, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cấp ngành, đoàn thể và xã hội đối với công tác phòng chống đuối nước. Theo thông tin từ Sở Y tế từ 17 giờ ngày 22 tháng 8 đến 17 giờ ngày 23 tháng 8, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 9 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc lên 95.998 trường hợp, trong đó có 95.445 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh trong số 9 trường hợp mắc mới. Cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 5 trường hợp, huyện Hạ Lang 1 trường hợp, huyện Hà Quảng 1 trường hợp, huyện Hòa An 1 trường hợp, huyện Quảng Hòa 1 trường hợp. Các huyện còn lại không ghi nhận ca mắc mới. Hiện có 14 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung và điều trị của tỉnh. 66 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định. 7 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 95.856 trường hợp. Đến nay, tổng số tử vong do COVID-19 là 59 trường hợp. Toàn tỉnh lấy 568.321 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19, tổng cộng tết nhanh là 414.444 mẫu. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Chiều ngày 23 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt Bộ Ngoại giao về triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Gặp mặt các cán bộ chủ chốt của ngành ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành hãy học tập phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh cũng như phát huy truyền thống ngoại giao hòa hiếu, sự minh triết, nhân văn hài hòa và tâm công trong tư tưởng để xây dựng bản sắc ngoại giao Việt Nam chủ tịch nước đề nghị ngành ngoại giao hãy coi đối ngoại độc lập tự chủ chính là đóng góp vào giữ nước từ sớm từ xa đồng thời tiếp tục xác định ngoại giao phục vụ phát triển là nhiệm vụ trung tâm để huy động ngoại lực để bổ sung cho nội lực trong củng cố tin cậy chính trị ngành ngoại giao cần chủ động có cái nhìn tổng thể cân đối hài hòa cân bằng quan hệ với các nước nhất là các nước lớn trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ cùng với đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương ngành ngoại giao cũng cần kết hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh để tạo thế chân kiểng vững chắc, sự vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chiều ngày 23 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ Canada tại Việt Nam, Sopé Rizel. Thủ tướng đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất. Kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm đạt 3,57 tỷ USD, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2021. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, và các cấp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, cùng là thành viên của hiệp định CPTPP, hai nước cần hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ thương mại, mở đường tốt hơn nữa vào thị trường của mỗi nước. Đề nghị Canada tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông thủy sản, hoa quả mùa vụ hạt điều, mật ong, đồ gỗ. Thủ tướng cũng đề nghị Canada cấp thêm học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống tại Canada. Đại sứ Canada khẳng định, Canada coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực. Tiếp thu các ý kiến, đề nghị của Thủ tướng, đại sứ cho biết, Canada cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên các lĩnh vực và nhấn mạnh Canada ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông. Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ ước giải ngân 8 tháng năm 2022 đạt gần 35,5% kế hoạch, nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt trên 39%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Trong số đó vốn trong nước đạt gần 41%, vốn nước ngoài đạt trên 14%, cùng kỳ năm 2021 đạt gần 8%. Bộ Tài chính cho biết có 7 bộ và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 45%, một số bộ địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tiền Giang, Thái Bình, Phú Thọ, Long An. Ngoài ra 35 trên 51 bộ và 20 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%, trong đó 27 bộ và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại nghị quyết số 11, ra soát đề xuất kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn nước ngoài theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại công văn số 5146 ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ bộ giáo dục và đào tạo vừa có thông báo điều chỉnh phân luồng thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh để việc thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến của thí sinh được an toàn thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải do quá trình xác thực thông tin có thể mất nhiều thời gian trên hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh phân luồng thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh trong khoảng từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 tùy từng địa phương. Trong đó tỉnh Cao Bằng được điều chỉnh trong khung giờ từ 00 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2022. Trước đó do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đây là lần đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thanh toán lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục đào tạo quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục và có các biện pháp phù hợp để phổ biến kịp thời nội dung văn bản này tới từng thí sinh trên địa bàn và đảm bảo việc thanh toán trực tuyến của các em được thông suốt an toàn. Ngày 23 tháng 8, cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C06 Bộ Công an thông tin để việc triển khai thực hiện quy định của luật cư trú. Theo đó thay thế cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân nơi thường trú khi gặp các vướng mắc trong trường hợp bị thu hồi sổ hoặc không được cấp mới. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu, cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác. Công dân, cơ quan, tổ chức cũng có thể sử dụng thiết bị đọc QR code tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QR code trên thẻ căn cước công dân. Sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Ngoài ra, người dân tra cứu khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự qua các bước công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ https 2.2 chéo dịch vụ công.dân cư quốc gia .gov.vn Sau đó đăng nhập tài khoản, mật khẩu truy cập xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại Tại trang chủ người dân truy cập vào chức năng, thông tin công dân và nhập các thông tin theo yêu cầu. Sau đó, thông tin cơ bản của công dân sẽ hiển thị trên màn hình. Chuyển sang tin quốc tế, năm quốc gia thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 gồm Indonesia, Argentina, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi đã nhất trí hợp tác thành lập một trung tâm nghiên cứu và sản xuất vaccine nhằm ứng phó với đại dịch trong tương lai. Chương trình hợp tác này nhằm mục đích thúc đẩy các trung tâm sản xuất trang thiết bị y tế cũng như phát triển một trung tâm nghiên cứu toàn cầu. Sáng kiến, trong đó tập trung vào việc xây dựng năng lực nghiên cứu và sản xuất y tế ở các nước có thu nhập trung bình, sẽ được triển khai với sự tham gia của tất cả các nước thành viên G20 và các tổ chức quốc tế. Nhiều nền tảng vaccine đã được phát triển như vaccine mRNA, vaccine vector virus, vaccine tiểu đơn vị protein và vaccine bắt hoạt do đó cần chuyển giao công nghệ và kiến thức giữa các nước cửa 20 nhằm cải thiện khả năng tiếp cận toàn cầu thông qua việc phát triển các trung tâm sản xuất dược phẩm. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.